Hi, chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ lên sóng một số ít đồ nghề ha. Anh em xem có cái gì phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng. Tại vì hàng thì hôm nay nó cũng có ít thôi. Rồi, đầu tiên mã số 1. Anh em gọi cho mình không được, vui lòng để lại tin nhắn. Tại vì mình khá là bận rộn cái việc đi đường nên là mình không có nghe máy được á. Nhiều khi chốt hàng mình cũng quên tới quên luôn. Rồi, đầu tiên mã số 1. Giá 250.000 là một cái cục inox, để bên cái gì thì mình cũng không biết ha. Thì đây, ở đây nó có một cái, đây nó chiều dài nó vuông khoảng, nó inox 100% nha anh em, cáp inox, cao khoảng 7,5 cm, ngang 7. Thì ở đây nó là một cái hệ thống rồng rọc, cáp này dài 70 cm ha, 70, cái này inox luôn đó, cáp 70. Thì khi mà anh em cuốn cáp vô nè, cuốn cái cáp này vô đó, em sẽ cuốn cái cáp vô ở đây, ở đằng trước cáp nó có một cái móc đó. Cái này nó 100% đó, thì khi mà anh em muốn nhả ra, anh em sẽ cầm cái này, nhả cái này ra và anh em sẽ kéo cáp xuống ha. Thì đó, cái tiếng nó rất là đã. Ở đây nó có một cái lỗ phi, lỗ này phi khoảng 24, phi 24 đó, thì để anh em móc vào cái gì thì mình cũng không biết nó làm cái gì, thật sự mình không biết, nên là nếu mà anh em nào có chế cháo hay làm cái gì được thì anh em hãy mua nha. Tại vì anh em có hỏi mình là làm cái chế cái này chế cái kia được không, tại bao nhiêu, thì mình nói thẳng luôn, mình chịu chết chứ mình không có biết đâu, tại vì mình đâu có tại hiện tại đâu mà mình biết. Cáp này thì mình cũng chỉ đo cho anh em là cáp hình như 4 ly, cáp 2 ly, cáp này cáp 2 ly nha. Rồi, giá của nó 250, inox nguyên khối, nặng khoảng 1 kg. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cái cặp hít kính. Cặp hít kính rất là đẹp. Đây, có đường kính là 18 cm, cỡ lớn nha anh em. 18 cm, cỡ lớn. Đó, 18 cm. Thì ở đây nó là một cái hiệu của Nhật, Tachibana. Đó, anh em hít rất là mạnh. Ở đây là một cái cặp, đây là một cặp của nó ha. Mình bán cặp, cái này mình không có bán lẻ được, anh em thông cảm. Thì khi mà anh em hít xuống nè, cái lực hít nó rất là mạnh, tại vì nó kín. Đây, đó, anh em dùng để hít gặp hay là hít kiến gì cũng rất là ok. Đó, khi mà anh em mở ra, đây, thao tác rất là nhẹ nhàng. Rồi, cặp này có giá là 900.000. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cái cặp dây câu bình của hãng Sewa, còn chưa có sử dụng. Đây, mình giới thiệu luôn, của hãng Sewa. Cái này là dây dài 3.5, điện 12V, anh em có cởi câu 12V, 80A là khi mà anh em hết bình á, anh em sẽ sử dụng cái này. Đây, của Nhật ha. Đây là các cái câu bình nè. Đó, anh em có thể nhìn thấy ha. Thì cọng dây này đây, nó chưa có bóc ra, thì theo cái thông số của nó thì nó là như vậy ha, chưa qua sử dụng. Đây, còn nguyên zin của hãng Sewa nha anh em. Đây, một cái hãng chuyên làm về đồ điện ở bên Nhật. Còn nguyên bọc, nguyên bao thì giá 700.000. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cái kìm cộng lực. Kìm cộng lực dùng để anh em cắt những cọng kẽm lớn của hãng Top. Giá là 200, chưa qua sử dụng. Đây, chiều dài của cái kìm này là 200. 200mm là 20. Đây, đó, dài 20, chưa qua sử dụng nha, lưỡi rất là khít. Đó, chưa có dấu cắt của hãng Top. Đây, đó, thì cái này anh em dùng để khi mà anh em làm việc hay gì, nó có những cọng kẽm to thì anh em có thể cắt kẽm mấy, chứ nó không cắt sắt được nha anh em.
sắt xây dựng như sắt phi 4, phi 6 thì cái chìm này không cắt được, nó cắt những cái như hệ lưới hàng rào B40 này kia. Rồi, tiếp theo mã số 5. Rồi, tiếp theo mã số 5 ha. Tại vì mình đang quay nên là bị tức ngực nên là mình phải dừng lại. Nói không nổi luôn á. Rồi, đây là một cái bơm hút chân không của ô tô, nhưng mà rất tiếc nó đã bị hư rồi, nó bị bể cái dàn phíp này. Đó, bể cái dàn phíp thì dàn phíp ở đây. Đây ha. Dàn phíp và cái bơm của nó. Cái đặt ở chỗ cái phần bù bơm nha anh em. Thì cái này lúc mà về á thì mình thử thì nó đã bị bể, thì motor nó còn rất là mạnh nha anh em. Motor đây là xài điện 12V đó, của Romani. Cái này anh em có thể quét mã vạch ở đây. Đây là hàng chính hãng, nó được trang bị trên một số xe Volkswagen đây ha. Đó, mã vạch đây đầy đủ. Ở đây là đây, nó được trang bị trên xe Volkswagen của Đức đó, nên là anh em nào mà có thể về lấy cái bộ bơm này chế cái bơm, cái motor, cái phần motor, anh em có thể lấy cái phần motor chế. Còn hoặc là cái buồng bơm thì anh em muốn chế cái gì anh em chế, thì giá của nó là 250. Hoặc là anh em nào có thể cái phần này nó mà nó chết motor hay gì đó thì anh em có thể lấy. Đây, đây là cái bộ bơm của nó, cái đường dây ra nè, đường dây hút ra vô ha. Cái này là cái bơm hút chân không ở trên xe hơi đó. Rồi, tiếp theo mã số 6 là một cái cây chụp hình nha anh em. Cây chụp hình khi mà thu gọn vào thì nó sẽ dài, thu gọn vô thì từ phần đỉnh tới phần ấy sẽ dài 31 cm. Và khi anh em kéo ra và anh em nâng hết á, anh em kéo cái chân này ra, chân này rất là đẹp bằng đồng thau. Thì khi mà anh em kéo ra hết với anh em nâng cái này lên, đây anh em có cái phần để anh em nâng lên ha, nâng cái này lên thì mình để mình nâng lên thì nó sẽ tổng, nó sẽ dài hơn, nó sẽ cao hơn, nó sẽ dài cái chiều dài là 1m3 đó. Thì mình chỉ kéo một chân ra cho anh em thôi nha, tại vì cái này nó hơi chiếm diện tích. Thì cái này khi mà anh em đi chụp chơi dã ngoại hay chụp hình này kia thì nó sẽ có cái chân này để nó anh em đặt cái, anh em mua cái đồ gái điện thoại anh em đặt lên và anh em đặt ở đây để chụp hình toàn cảnh đó. Đây là của hãng Topman. Đây cái phần này là phần khóa, khi anh em khóa lại thì nó sẽ không quay nữa. Đây của Nhật, cái này thì nó sẽ quay, cho phép anh em quay 180 độ như đây đó. Khi anh em khóa lại, đây cái phần này do cứng ngoài bãi nên nó sẽ hơi bị cong một đây một xíu, nhưng mà mọi tổng thể chức năng hoạt động ok nha. Đó, anh em sẽ thấy nó hơi cọc đó. Còn đây là cái phần này là của Nhật đó. Thì ở đây mình nói luôn, nó bị mất một miếng simili ở đây. Anh em về có thể cắt một cái miếng simili á vòng tròn rồi anh em dán keo vào. Nó cái phần này thật sự nó không quan trọng lắm đâu đó ha. Nên là anh em nào mà có quan tâm á, thì cái này có giá nó là 350, mã số 6 ha. Gấp rất là gọn, nhẹ nhàng, bằng nhôm ấy. Nó không giống như những cái mà anh em hay mua ở chỗ, một số chỗ anh em hay đi du lịch nha. Nên là anh em nào cầm được cái hàng này và so sánh á, thì giá nó sẽ, thì sẽ thấy cái sự khác biệt của nó đó. Chân khi mà anh em đưa ra hết thì nó sẽ như vậy ha. Đây đó, rất là vững, cứng cáp, giá 350. Rồi, tiếp theo mã số 7 là một cái cây đèn pin. Đây, cái đèn pin này của Nhật thì có phần cao su, thì một số chỗ nó sẽ hơi bị mục tại vì do lâu ngày đó. Nhưng mà nếu mà anh em dùng để đi, để sử dụng khi mà chỗ làm việc hay này kia hơi tối á, thì nó sẽ rất là tốt, tại vì cái đèn pin này pin lớn đó. Anh em thấy mình sẽ tắt bớt điện đi đó, rất là sáng nha anh em. Nói chung là mình tối nặng mình sẽ thấy nó sáng, còn đây là do nó đang bị cái ánh đèn kia. Cái này của Nhật nha, xài hai pin đại. Rồi, nó xài bóng led nha anh em, ở đây nó sẽ xài bóng led đó. Thì có chiều dài là 20 và đường kính này là 6 đó. Thì đây nó xài hai pin đại, mình đã kèm luôn, mình sẽ để pin luôn cho anh em là hai viên pin Panasonic đây. À, để anh em sử dụng luôn
về là chỉ sử dụng thôi, không phải làm gì cả. Đây. Rồi, tiếp theo mạng số 8 cũng là một cây đèn pin, nhưng mà cây này có giá là 250, còn cây này có giá là 200. Tại vì cây này là nó nhỏ gọn và nó vỏ bằng nhôm, thiết kế nhôm nguyên khối, bóng led luôn, anh em sẽ nhìn thấy cái nhân led rồi đó. Đó, thì công tắc nó ở đây. Đó anh em, ở cái đèn này nó sẽ cũng sẽ có 3 chế độ, nó sáng cũng tương tự như cái đèn kia, nhưng mà cái tim nó nhỏ hơn. Tại vì tim của cái đèn này là nó lớn hơn, nó tới 3 bóng luôn. Đó, anh em sẽ thấy đây ha. Đó, nhưng mà cái đèn nhỏ này thì nó lại có tới 3 chế độ. Đó. Đầu tiên á, cái chế độ của nó là sáng nhất. Sáng nhất nè. Xong tới mờ. Xong rồi tới chớp. Thì cái này nó sẽ xài 3 pin tiểu, 3 pin remote máy lạnh á. Đây, mình sẽ không có kèm theo 3 viên pin cho anh em nha. Tại vì pin này của mình đang là pin sạc analog, nên là pin này nó tới 40 ngàn một cục, nên mình không có kèm cho anh em được. Cái này thì do cái chân nó đã bị gãy mất lò xo nè, nên là mình đã hàng mình chế vào hồ sơ để anh em xài được pin. Nhưng mà cái phần này nó không ảnh hưởng gì nhiều tới cái chức năng của nó. Đó, mình đã hàng rất là chắc cú rồi. Rồi ha, cứ thế anh em gắn vào và xài thôi. Chứ cái này là anh em sẽ đi mưa được nha. Cái đèn này anh em đi mưa được, đi mưa bình thường, tại vì nó có ron chống nước. Còn cái kia thì không. Đó, giá 250. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 nó gồm hai món. Ở đây. Nó gồm hai món ở đây. Là một cái bấm số của Nhật rất là chắc cú nè. Anh em cầm nó sẽ thấy nó nặng hơn của Việt Nam. Và nó bấm rất là êm tay. Đây. Đây là một bộ bấm số, khi mà anh em muốn trở về không, về mo tất cả thì anh em ấn vào và anh em quay. Đây, anh em ấn vào nha. Anh em ấn vào và anh em quay thì nó sẽ về mo hết. Đó, còn anh em quay như vậy thì không được, anh em ấn vào quay. Ví dụ như mình về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đi. Đó, anh em sẽ thấy mình bấm nè. Đó, khi mà anh em muốn về không, anh em kéo đó rồi. Thì nó bao gồm một cái bấm số rất là chắc cú, bấm rất là chính xác. Rồi, và một cái bàn tính máy tính của Trung Quốc. Đó, của Trung Quốc. Nói chung cái này bằng nhựa, bằng phíp á, nhưng mà nó rất là chắc cú nha. Nó không có lỏng la lỏng lẻo. Đây. Thì cái này bàn tính bằng tay thì mình cũng không biết nó tính như thế nào nữa, thì anh em nào hoặc là về chân hoặc là học theo cách tính này thì mình tùy cái việc của mỗi người. Hỏi mình tính sao mình cũng không biết đâu. Rồi, giá của cái này là 300 ngàn cho hai cái món này nha. Một cái bấm số và một cái bàn tính. Rồi, tiếp theo mã số 5. À, mã số 10. Giá 500 ngàn là một cái cây cạo. Cây cạo này nặng chắc phải 2kg quá. Cạo Lofter 150. Cây cạo này cạo size khổng lồ. Đây, cái tổng chiều dài của nó từ phần này tới đây là 30cm, 31cm. Đó, cạo này rất là lớn nha anh em. Cạo này là size 150. Đó, nó có để đây 150. 6 inch á. Cái này của Nhật nha. Cạo này cạo khổng lồ. Cạo C, cạo chữ C size rất là lớn, giá 500. Có một cái thôi. Đó, cái phần đường kính ti ren này thì anh em sẽ biết nó là tới 20. Cái phần ti này tới 20 nên nó rất là lớn. Cái phần thân nè, phần thân là tới 23. Đó, anh em thấy không? Thì cái này có giá là 500 ngàn. Còn rất là đẹp nha anh em, gần như là chưa xài. Đây. Đó, cái phần này cũng vậy. Còn rất là đẹp. Rồi, tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là một cái cạo, à một cái mã số 11 đây. Mã số 11 là một cái dây ga. Dây ga và một cái cây khò luôn, đây. Cây khò này thì đường kính rất là lớn, lớn hơn hai cây hôm qua mình bán nữa. Rất là đẹp, cây này đẹp lắm. Đây, đường kính cây khò là đây. Là 10, 100 á, đường kính của nó là 100, thép rất là dày. Anh em sẽ thấy thép ở đây ha. Thép nè, anh em nhìn cái này là anh em thấy nó dày rồi ha. Mình thì chưa đo, nó dày 3 ly. 3 ly. Rất là đẹp, của Nhật. Cái này thì mình sẽ
thấy số thôi, còn thấy chữ của Nhật thôi, còn anh em nhiều khi không thấy, nhưng mà mình bảo đảm cho anh em nó là của Nhật. Đó, cái đường kính tay kho nè, là anh em cầm như vậy. Kho này kho size khổng lồ. Đó, rất là nặng nha. Dài tới 98cm. 98cm. 98. Còn cục dây này là dây xịn dài 5m. Nói chung dây của Nhật thì anh em nào cầm lên thì nó rất là mềm, chứ nó không cứng như dây Trung Quốc, nhưng mà được cái nó rất là dịu. Nó dày hơn nhưng mà nó lại dịu hơn. Dây này của hãng Riston. Đây, một cái hãng chuyên làm dây dây ga, dây hơi. Cái này kính rồi, đã test rồi, rửa ra rất là mặn. Nó như một cái súng phun lửa vậy đó. Rồi. Ha, giá là 1.200.000. Bao gồm dây và súng. Rồi, tiếp theo mã số 12 là một cái máy massage. Máy này thì zin nguyên con. Máy này zin nguyên con, giá 600.000, từ từ để mình giới thiệu tiếp. Của hãng Vibo. Điện 100V, công suất 45W và 38W nha. Ở đây nó có hai chế độ, thấp và cao. Ở đây là cái phần da của nó nè. Da này thì anh em khi mà anh em rách, anh em có thể thay da vào mút á, tại vì anh em sẽ tháo cái này ra và anh em sẽ thay được nha. Đó, nên cái phần da này nó ít quan trọng lắm. Anh em ra chỗ làm nệm xe, yên xe đó, anh em sẽ có thể thay. Còn không để xài cũng được, không sao, tại vì phần mặt này nó không bị rách. Những cái máy này là những từ những cái năm 80 mấy, 70 mấy, 90 cũng có. Tại vì mình bán mấy cái rồi thì nó cũng có để cái số năm ở trên dây này. Đây. Cái dây này, cái máy này nó còn lớn tuổi hơn mình nữa. Đây, nó từ những năm 1990, anh em thấy không? 1990 ha. Có những cái đợt trước mình bán thì nó 1978. Rất là lớn tuổi. Đây, mình sẽ cắm vào và mình sẽ test máy cho anh em. Dây zin nha anh em, không có thay thế, không có gì hết. Đây, mình đang để ở cái chế độ là thấp. Để mình tháo cái đồng hồ ra, tại vì đồng hồ nó sẽ kêu tê tê tê. Đó. Anh em sẽ thấy máy nó đang chạy nè. Nhưng mà nó rất là êm. Và khi mà anh em bật lên chế độ cao nè. Đó. Nó kêu cái này là do gì? Do cái tay này nè. Đó, anh em nắm do cái phần nhựa này với cái tay này về, anh em có thể dán keo lại. Tại vì đây nè, mình vặn được cái tay này, thì anh em về muốn da ấy thì anh em cầm ở đây là nó sẽ hết kêu thôi. Đó, còn lại nó chạy rất là êm. Anh em sẽ không biết nó chạy luôn nha. Đó, nó đang chạy đó. Đây, nó đang chạy. Mình sẽ để cái đồng hồ lên đây thì nó sẽ kêu nè, tập. Là nó đang chạy. Nhưng mà nó chỉ kêu cái tiếng của đồng hồ, còn khi mà tháo ra thì anh em sẽ thật sự không biết nó chạy đâu. Rất là êm. Đó, nó chạy te 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 nè. Là cái chế độ massage. Đó. Rồi, giá của nó là 600. Ha, đầy đủ chức năng. Chế độ cao và thấp, on off. Đó. Máy này từ những lâu đời rồi, còn máy đời mới thì chạy được thời gian, anh em có mua của Trung Quốc thì nó chạy, nó sẽ kêu nha. Rồi. Tiếp theo mã số 13 và 14 thì mình xin giới thiệu luôn. Mỗi cây này giá 200. Đây. À, 200. Cây này là cây đo hơi của xe tải. Đây, của hãng Riston. Cái một hãng chuyên về đồ hơi, dây hơi, nó cùng hãng với cái dây này. Đó. Thì đây. Cái thang đo của nó là tới 10kg nha anh em. 10kg. Đây, nó sẽ có hai hệ, một là hệ của Mỹ nè. Đó, anh em mà đo xe đầu kéo này kia nó sẽ có hệ của Mỹ, còn nếu mà anh em đo hệ xe máy của xe của Nhật này kia nó sẽ có hệ ký ở đây. Ký trên cm. Đó, cây này thì có giá là 200, chút nữa mình sẽ test. Cái tại vì cây này là lớn, nó chỉ thích hợp cho anh em mà xài cho xe 4 chỗ trở lên á. Đó, anh em muốn xe đo này kia tại vì dải lực nó lớn. Đó, giá 200, còn cái này nè. Cái đồng hồ này thì nó sẽ thích hợp cho xe máy, tại vì số ký của nó chỉ có 5 thôi, 5 độ lại thôi ha. Mặt kính nó có bị nứt nhẹ một cái nhưng mà cũng có chẳng ảnh hưởng gì lắm. Của hãng Amon, cái của Nhật hết nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em là hai cái này. Rồi,
Thì bây giờ mình sẽ test nha. Đầu tiên mình sẽ cắm vào để mình bơm cái này nó căng lên, cho anh em sẽ nhìn được cái số ký. Của cái xe này. Đây, thằng cu em mình nó đang để là 2,2 kg. 2,2 kg nha. Nhưng mà mình sẽ bơm lên khoảng 3 kg đi. Đây. Mình sẽ để hơn 3 kg xíu, tại vì khi mà mình rút ra nó sẽ hơi bị xì ra xíu. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái này vô trước ha. Đó. Đây, mình sẽ cắm vào trước. Anh em thấy không? Đó, cái này nó đang hoạt động chính xác nha anh em. Đó, anh em thấy ngay số 3 không? Khi mà mình cắm ở đây nè, mình kéo ra xíu nè. Hoặc là anh em nhìn bên này, nó có một cái mất nữa là nó vừa khí mí luôn nè. Đó, mình kéo tay ra ngay tay anh em, mình thấy không, là đúng cái vạch số 3 kg luôn nè. Đó, nó không lệch bao nhiêu nha. Nó không lệch, chẳng qua là tại vì nó nằm như vậy, anh em sẽ không có thấy được cái vạch của nó. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ cắm lại. Khi mà anh em lấy xong, cái này nó vẫn đo xe máy được. Nhưng mà tốt nhất là anh em vừa xe máy vừa xe hơi cũng được, càng tốt cũng chẳng sao. Đó. Đây. Nó sẽ lòi ra số 3 nè. Tới số 3 là cái này nó đang để 3 kg. Đó, mình test lại một lần nữa cho anh em đó. Rồi. Tới cái này. Cái này cũng vậy. Ha, à, cái này thì đồng hồ nó dễ hơn. Đây. Đây, cũng 3 kg nha anh em. Cái này mình làm nó bị xì rồi, để mình bơm lại. Tại vì cái này nó khó hơn là nó không rút ra được. Rồi. Đó, ngay 3 kg mình rút ra cái nữa thì nó sẽ về 3 kg. Đây. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào nha. Đó, anh em thấy ngay số 3 kg không? Ngay số 3 luôn. Nhưng mà thường á, bánh xe của mình á, chỉ nên để là 2 kg, 2,2 kg. Nếu mà anh em tải nặng thì anh em có thể lên 2,4 kg. Đó, ở đây cái vòng này, tại vì cái này nó dành cho xe máy thì nó có từng cái mức nè. Đó, màu đỏ là nếu mà bánh trước anh em chỉ đi 2,2 kg thôi. Còn bánh sau thì tùy tại, mà anh em có thể lên 2,4 kg, 2,6 kg, 2,8 kg. Mình thì mình hai ngày nào mình cũng chở hàng, nên là mình sẽ đi khoảng 2,8 kg. Đó là với bánh xe của mình. Còn mới với anh em á, thì anh em nên đi theo cái số ký nhà sản xuất nó đưa ra. Đấy, đó, bây giờ mình sẽ đo lại bằng cái này. Đó, anh em sẽ thấy không, độ chính xác nó cực kỳ cao. Đó, bây giờ mình sẽ trả về lại vị trí bình thường cho anh em, cho thằng cu em của mình mà đi 2,2 kg phải không sang? Đúng chưa? Ok chưa? Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở video clip tiếp theo.